Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái option mà bị cắt bớt hầu hết trên các dòng xe cao cấp được nhập về Việt Nam. Và đây là một chiếc X7 2021 với rất nhiều trang bị, như là cần số pha lê, như là loa bao Wikin. Nhưng những tính năng an toàn thì lại không được trang bị. Ví dụ như là tính năng ACC, phanh khoảng cách và tính năng cảnh báo điểm mù trên gương thì lại không được trang bị trên con BMW X7 này. Và hôm nay thì BMW Shop sẽ thực hiện việc nâng cấp tính năng phanh khoảng cách ACC trên BMW X7. Em quay vào đây. Bản thân đối với cái xe X7 này ấy, thì có rất nhiều trang bị, nhưng mà hiện tại thì chỉ trang bị tính năng Cruise Control thông thường, không được trang bị tính năng Active Cruise Control, tức là giữ khoảng cách với xe phía trước và duy trì khoảng cách với xe phía trước thì lại không được trang bị. Và hôm nay thì mình sẽ thực hiện việc upgrade cái tính năng Active Cruise Control ACC thường để cho cái xe này có thêm tính năng là giữ khoảng cách với xe phía trước và duy trì tốc độ, cũng như là khi gặp bám đuôi theo xe phía trước. Đấy, tính năng này thì đã được BMW X7 chờ sẵn, X5, X6, X7 từ 2020 trở lên, đời G05, G06 đã được chờ sẵn rồi. Và việc thực hiện nâng cấp thì khá là đơn giản, tất cả là chỉ cắm jack thôi. Đây là cái phần mình đã thay cái cụm nút này bằng cái cụm nút mà có chờ sẵn Cruise Control và lắp thêm một số hộp điều khiển, sau đó là thực hiện thao tác việc coding là sẽ dùng được bình thường. Đi lên phần phía phần phía trên. Ở cái phần đầu xe phía trước này nhé, thì là đã bị cắt bớt cái radar phanh khoảng cách phía trên, thì mình sẽ thực hiện việc thay thế toàn bộ cái phần ốp nhựa này bằng một cái ốp nhựa mà có chờ radar sẵn ở đây. Đó. Và ở đây thì nó sẽ chờ sẵn rồi. Tí nữa mình sẽ quay cho mọi người thấy rằng ở cái phần trong này là đã có giá đỡ và vị trí chờ sẵn rồi. Đây là vị trí bắt radar này. Đấy. Ở đây thì đã được chờ sẵn rồi. Ở đây mình tí nữa mình sẽ bắt vào đây thôi. Đấy. Đây là cái phần cản trước, phần nhựa cản trước mà phải thay thế cho cái cản zin, là không có chờ cái phần lỗ khoét vị trí radar ở đây. Đó. Thì ốp đây nó sẽ như này. Đó, ốp đây nó sẽ như này. Rất là thẩm mỹ và đẹp luôn. Thì cái phần nhựa này cũng phải thay nhé. Đây, sau khi mà mình nâng cấp tính năng ACC thì mình đã thay cái cụm nút Cruise Control thông thường và cụm nút Active Cruise Control. Và phía trước thì phía trước đồng hồ 6B thì nó sẽ hiển thị xe ô tô phía trước, xe ô tô phía trước hoặc là xe máy phía trước nếu như mà radar đã quét được xe máy hoặc là ô tô. Mình chỉ cần ấn Cruise Control như vậy, Cruise Control này, đó, và điều chỉnh radar nó quét ở đây. Sau đó là di chuyển, đó, sau đó là di chuyển. Di chuyển thì radar nó sẽ tự động quét. Ở đây là phải đi trên 30 km thì nó mới sẽ kích hoạt. Đó, tự động quét xe phía trước, sau đó là sẽ tự động bám đuôi theo xe phía trước. Xin chào tất cả các bạn. Mình đã chạy test thử tính năng ACC trên BMW X7 vừa mới nâng cấp tại BMW Shop. Đó. Đây là radar màu xanh này đang quét đây. Đang quét xe phía trước. Xe phía trước. Đó. Nó ra quét thế cái xe ô tô phía trước đây. Đấy, và nó tự động phanh này các bạn nhìn nhé, mình sẽ để chân đây và mình sẽ không chạm vào chân phanh thì nó sẽ tự động nó bám theo cái xe phía trước kia. Đấy. Nhưng mà lái xe đi trên cao tốc thì nó cực kỳ là nhàn luôn. Anh em nhìn nhé. Đó. Đây nó đang tự bám theo cái xe ô tô phía trước. Đang tự bám theo xe ô tô phía trước. Đây. Đây, đó. Đó, mình không hề chạm vào ga nhé, không hề chạm vào ga nhé. Đó, đây là tự phanh, đó, tự phanh, đó, nó tự phanh. Đó.